Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin hướng dẫn với các bạn về cách thay thế dây cấp lavabo mới. Đầu tiên, ta cho biển lăng bảo dưỡng. Để bắt đầu thao tác, ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau. Sau đó, ta khóa van cấp nước. Tiếp theo, ta dùng xô và khăn sạch để hứng nước không cho nước chảy ra ngoài. Tiếp theo, ta tháo dây cấp vào vòi và cầm gạt giữ nước lavabo. Sau đó, ta tháo đai ốc giữ vòi lavabo. Sau khi tháo đai ốc xong, ta tiến hành tháo vòi lavabo ra. Sau khi tháo vòi lavabo ra, ta tiến hành tháo dây cấp cũ và thay vào dây cấp mới. Sau khi ta đã thay dây cấp mới, ta tiến hành lắp vòi lavabo vào. Vòi lavabo. Tiếp theo, ta lắp đai ốc cố định vòi lavabo. Sau đó, ta lắp dây cấp nước lavabo và cần gạt nước. Sau khi thay dây cấp mới, ta tiến hành kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ. Tôi vừa chia sẻ với các bạn về cách thay thế dây cấp lavabo mới. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý vị và các bạn.